một buổi học tập lý thuyết của sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp lữ đoàn 680 vùng 3 hải quân. Huấn luyện kíp chiến đấu tên lửa bờ là nội dung được đơn vị đặc biệt coi trọng nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Bởi vậy, trước giờ huấn luyện thực hành trên khí tài, chỉ huy đơn vị luôn hệ thống lại kiến thức lý thuyết, giúp bộ đội hiểu sâu, nắm chắc cấu tạo, tính năng, tác dụng của vũ khí trang bị. Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp trẻ là đối tượng được đơn vị tập trung rèn luyện kỹ lưỡng về yếu lĩnh động tác, trình độ hiệp đồng giữa các thành viên trong kíp chiến đấu. Chúng tôi xác định trong năm như các nhiệm vụ như sau. Về huấn luyện cho các quân nhân chuyên nghiệp dưới 5 năm thì chúng tôi sẽ tập trung vào tăng cường huấn luyện lý thuyết, huấn luyện cơ bản và khai thác sử dụng. Còn về các quân nhân chuyên nghiệp trên 5 năm, các quân nhân chuyên nghiệp lớn tuổi, chúng tôi sẽ tập trung vào huấn luyện thực hành, khai thác sử dụng và sửa chữa, làm chủ chuyên sâu về vũ khí trang bị kỹ thuật. Giao chỉ tiêu huấn luyện, động viên bộ đội tự học, tự nghiên cứu là các biện pháp thường xuyên được Lữ đoàn 680 vùng 3 Hải quân áp dụng. Quá trình huấn luyện, đơn vị phân công quân nhân có trình độ, kinh nghiệm, kèm cặp, truyền đạt kinh nghiệm cho thành viên ở các vị trí quan trọng, nội dung khó. Kết thúc giai đoạn huấn luyện, lữ đoàn tổ chức thi cấp chứng chỉ độc lập, khai thác sử dụng vũ khí trang bị cho các đồng chí quân nhân chuyên nghiệp mới. Đây là yêu cầu bắt buộc đối với mọi quân nhân trước khi trực tiếp thao tác trên vũ khí trang bị. Tại thời điểm ban đầu khi tôi tiếp xúc vũ khí trang bị cũng cảm thấy nó rất là mơ hồ. Thì để khắc phục những cái điểm yếu đó thì tôi đã mạnh dạn vẽ nên những cái hình ảnh 3D ở trên những cái cuốn trục và để trong túi áo. Tại những cái thời điểm mà khi mình rảnh rỗi thì mình sẽ đưa ra xem và mình ghi nhớ ở trong đầu, kết hợp với giáo viên và những cái đồng chí là trắc thủ cơ điện lâu năm đi trước để học về phần lý thuyết và về phần là nguyên tắc về xử sự các cái tình huống, thì dần dần là mình sẽ đào tạo được một cái kỹ năng cơ bản. Để nâng cao khả năng chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của toàn đơn vị, Lữ đoàn 680 tăng cường huấn luyện hiệp đồng giữa sở chỉ huy với các cơ quan phân đội. Đây là bước thực tế để đơn vị đánh giá chính xác năng lực chuyên môn của đội ngũ trực ban tác chiến, trực chỉ huy, thông tin, tiêu đồ. Trong nhiều tình huống giả định, chỉ huy đơn vị đặt ra các bài tập khó gắn với thực tế nhiệm vụ nhằm giúp cán bộ chiến sĩ tích lũy kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, không bị động, bất ngờ. Cự ly 150 km. Bám sát tốp 01, theo dõi tốp 02, 03, báo cáo. Rõ. Chúng tôi tập trung huấn luyện hiệp đồng sở chỉ huy, chỉ thị mục tiêu giữa các lực lượng trong đơn vị, nâng cao cái chất lượng luyện tập chỉ huy cơ quan cho đội ngũ sĩ quan các cấp, đồng thời xây dựng các bài tập sát với đối tượng, nhiệm vụ, tác chiến của đơn vị để đưa vào huấn luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cho bộ đội. Tăng cường huấn luyện để đội ngũ cán bộ cấp phân đội, ngành, trạm làm chủ chuyên sâu, khai thác sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị kỹ thuật là mục tiêu hàng đầu ở Lữ đoàn Tên lửa bờ 680, vùng 3 Hải quân. Đây chính là biện pháp quan trọng nhằm tăng cường sức mạnh các kíp chiến đấu tên lửa của đơn vị, tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong tình hình mới.